Hi, xin chào tất cả mọi người. Một lần nữa mình chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel Kiên Vũ Audio. Thì hôm nay mình làm một clip để giải đáp những vấn đề nan giải mà chúng ta khi chúng ta đi mua và lắp đặt một bộ dàn âm thanh, một bộ âm thanh cho chúng ta. Thì trong một tuần vừa rồi đây á, thì đã có lên tới là 4 khách hàng gọi qua Thiên Vũ hỏi mình là bên em có hỗ trợ setup lắp đặt ngoài hay không. Thì bên mình sẽ cùng lắp đặt và setup ngoài. Ok. Và mình trước khi setup lắp đặt ngoài thì mình sẽ phải hỏi khách một số vấn đề. Đó là anh mua ở đâu mà tại sao bây giờ anh lại phải gọi qua bên em để lắp đặt và để setup. Thì khách trả lời là anh mua ở bên kia, anh mua một bộ âm thanh đâu đó là 70-80 triệu rồi, nhưng mà nghe rất là dở, nghe nó không có hay, không ok. Người ta set cho anh mấy lần rồi nhưng mà cũng không ok, cũng không được. Thì bây giờ anh nhờ bên em qua setup rồi hết nhiều tiền anh sẽ gửi phí. Rồi ok, mình sẽ đi vào cái vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ nhất là khi chúng ta lắp đặt một bộ dàn, một bộ âm thanh, chúng ta đã lựa chọn cho chúng ta một cái cửa hàng âm thanh uy tín có chuyên môn về âm thanh hay chưa? Cái thứ nhất. Hay là chúng ta đi ra ngoài chợ để chúng ta tự mua những cái món đồ này kia, rồi về chúng ta phối ghép, rồi sau đó chúng ta bỏ ra tầm 4-5 triệu để chúng ta thuê kỹ thuật qua setup. Đó là vấn đề mà mình muốn đặt câu hỏi. Thì cái nhìn gần đây thì mấy khách kia nói là anh mua một cửa hàng uy tín, ok, nhưng mà nghe vẫn không hay. Thì ok, thì cái đó thì mình để mọi người chúng ta tự đánh giá ha. Rồi bây giờ thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người. Cái thứ nhất là có một số khách hàng là khi mà lắp đặt một bộ dàn âm thanh, họ vì vấn đề đắt rẻ hơn một chút, họ ra ngoài chợ, họ tự họ chọn và họ mua cho họ một cái món đồ, họ mua một cặp loa, họ mua một cái men, rồi họ mua mixer, mua micro về này kia để họ tự họ phối ghép. Với điều kiện họ có chuyên môn, họ có kỹ năng, họ biết kỹ thuật thì ok, không sao, bình thường, không gì hết. Nhưng khi chúng ta không nắm được, chúng ta không có chuyên môn mà chúng ta vì tiếc rẻ, vì chúng vì ra ngoài kia rẻ hơn được 10 triệu mà chúng ta ra ngoài kia chúng ta mua, chúng ta tự đi chúng ta mua, tự chúng ta phối ghép, thì như vậy thì nó sẽ như thế nào, âm thanh nó sẽ cho ra như thế nào. Rồi bây giờ mình sẽ giải thích vì sao mà không nên như vậy. Cùng một món đồ như vậy, mình sẽ lấy ví dụ đi, cùng một cặp loa như vậy, ở bên mình bán nó sẽ cao giá hơn, ở các cái cửa hàng trung tâm chuyên nghiệp về âm thanh, chuyên mua về âm thanh, người ta bán nó sẽ cao giá hơn là khi chúng ta ra ngoài chúng ta ra ngoài chợ chúng ta tự mua. Nó sẽ giá khi nào nó sẽ cao hơn một chút. Cao hơn là vì lý do gì? Vì vấn đề hậu mại, vì vấn đề setup này kia, vì vấn đề phối ghép. Cho nên đòi hỏi một bộ dàn khi chúng ta lựa chọn một cái cửa hàng uy tín có chuyên môn về âm thanh thì tất nhiên giá sẽ cao hơn là mọi người ạ. Đơn nhiên nó sẽ cao hơn tầm đâu đó là 10 mấy triệu gì đó. Tầm mình cho là khoảng đâu đó là 13 triệu gì đó. Cao hơn tầm 13 triệu so với là khi chúng ta tự đi mua đồ, tự phối ghép. Rồi chúng ta có nên như vậy hay không? Âm thanh nó không phải là cứ chúng ta đi mua về chúng ta phối ghép là hay. Mọi người ạ, nó không phải như vậy. Tại vì là tất cả các thiết bị nó đều có sai số trong đó. Khi nào chúng ta có chuyên môn, chúng ta biết về kỹ thuật âm thanh, chúng ta biết chúng ta có chuyên môn thì chúng ta làm như thế được. Còn một khi chúng ta bông lông, chúng ta chưa nắm về mà chúng ta chỉ thấy rẻ hơn mà chúng ta làm như vậy thì cái hậu quả nó sẽ hoàn toàn sai mọi người. Bởi vì như thế này, một cặp loa, ví dụ như mình lấy đi là một cặp loa và mình lấy một cái men, bên mình sẽ người ta phải test là xem cặp loa này nó có phù hợp với cái men này hay không, cái độ sai số của nó như thế nào. Thì thực chất là không có một cái hãng nào mà sản xuất ra âm thanh mà dám khẳng định rằng đồ của tôi không có sai số đâu mọi người. Tất cả các hãng, không có một hãng nào, những cái hãng nổi tiếng như Neso hoặc Adamson đi đó,
người ta cũng không bao giờ dám nói là đồ của họ không sai số. Thì sai số là như thế nào? Sai số thì nó sẽ bị âm thanh, nó sẽ bị méo, nó sẽ cho ra chất lượng âm thanh không hay. Đó, nôm na là như vậy. Cho nên là để mà phù hợp hay không thì chúng ta cần phải phối ghép đúng đồ. Mình đang nói về cái những cái bộ dàn tầm trung, giá đâu đó là khoảng tầm là 50-60 ha, chứ mình không nói những bộ dàn cao cấp. Những bộ dàn cao cấp thì thông thường sẽ đi nguyên combo của hãng rồi, thì cái đó sẽ là good, sẽ ok rồi mọi người ạ. Còn những bộ dàn tầm trung đâu đó là khoảng cỡ tầm 40-50 triệu, 60-70 triệu gì đó là những bộ dàn tầm trung. Đó. Thì để phối ghép và lên được một bộ dàn như vậy thì những cái cửa hàng mà chuyên môn về âm thanh, người ta phải phối ghép rất là nhiều đồ. Người ta sẽ phải lựa chọn là cái men này có phù hợp với cặp loa này hay không. Ok, lựa chọn đến cái men thứ ba rồi. Ok, cái men thứ ba này phù hợp với cặp loa này, ta chốt hai món đồ này lại. Sau đó tiếp tục ta sẽ lấy ra mấy cái mixer. Sau đó người ta sẽ test từng cái một, xem cái mixer nào nó phù hợp với hai món này, hai cái món tức là men và loa đó. Người ta chọn ra được một cái mixer phù hợp với hai món này. Sau đó tiếp tục đến mic draw, người ta phải chọn xem là mic draw nào phù hợp với ba món này. Thì khi đó người ta bắt đầu có quyết định là phối ghép mic draw này, mixer này, men này và cặp loa này thành một bộ, để nó giảm được tỷ lệ sai số, để nó có khả năng cho ra một âm thanh tốt nhất và đạt nhất. Bây giờ chúng ta ra ngoài chợ chúng ta mua, chúng ta có đâu có được test như vậy hay không? Hoàn toàn chúng ta không được test như vậy. Hoàn toàn chúng ta không thể lấy hàng đống đồ ra để chúng ta chọn. Mà cho dù chúng ta có chọn đi nữa, cho dù cửa hàng đó người ta có chọn đi nữa, người ta có cho mọi người chúng ta lựa chọn phối ghép đi nữa, thì cũng chưa chắc rằng chúng ta đã lựa chọn đúng. Chưa chắc rằng chúng ta đã phối ghép đúng. Bởi vì nếu như vậy thì chúng ta đòi, nếu làm được đúng thì chúng ta đòi hỏi phải có kinh nghiệm. Chúng ta phải có một chút chuyên môn về âm thanh một chút thì chúng ta mới có thể là tự phối ghép được. Đó là cái vấn đề nan giải. Vấn đề nan giải mà trong những thời gian vừa qua khách hàng gọi qua Thiên Vũ là nhờ Thiên Vũ đi set up ngoài. Đó. Thì hôm nay mình giải đáp cho mọi người, chúng ta nắm nhiều hơn, nắm rõ hơn và hay hơn để, nắm rõ hơn để chúng ta lựa chọn cho mình một bộ dàn âm thanh, một cái bộ một, để khi chúng ta bỏ tiền ra thì chúng ta làm sao để chúng ta lựa chọn cho mình một bộ âm thanh tốt nhất, đúng với cái tầm tiền, mà thậm chí nó phải hay hơn với cái tầm tiền mà chúng ta bỏ ra. Đây là cái những cái chia sẻ của mình tới với mọi người. Rồi, ok mọi người, còn một cái vấn đề mà thắc mắc của khách hàng nữa. Loa nhiều tiền và loa vừa tiền nó khác nhau như thế nào? Anh nghe nó cũng thấy nó cũng vậy, thấy nó cũng to như vậy, thấy nó cũng lớn như vậy. Thì thưa mọi người rằng loa nhiều tiền không phải là nghe lớn hơn. Loa nhiều tiền nó cũng nghe, nó cùng lắm nó lớn hơn một xíu thôi mọi người ạ. Chúng ta phải để ý. Chứ nó chưa phải là cứ khi nào chúng ta cứ khẳng định rằng là loa càng nhiều tiền thì nghe càng lớn. Nó cũng không phải hoàn toàn là như vậy đâu mọi người. Đây là chất âm mọi người. Nó liên quan tới chất âm, tới âm thanh cho ra như thế nào, độ chân thực của âm thanh nó cho ra như thế nào. Mình sẽ lấy một ví dụ như là khi chúng ta dùng hai cái khúc cây, chúng ta gõ một tiếng cắt một cái, thì cái loa nhiều tiền nó cũng ra được cái tiếng cắt đó, cái loa vừa tiền nó cũng ra được cái tiếng cắt đó. Nhưng mà cái tiếng đó như thế nào đó mới là vấn đề. Cái loa nhiều tiền nó sẽ tái tạo được cái âm đó cực kỳ thật, cực kỳ giống với khi chúng ta gõ, chúng ta nghe ở ngoài. Còn cái loa ít tiền hơn một chút thì nó sẽ bị sai một chút, nó sẽ bị lệch một chút, nó sẽ không đúng với cái chất âm nguyên bản đó mọi người. Nó chỉ lệch một chút như vậy thôi, là tiền nó lên nhiều lắm mọi người. Âm thanh là như vậy đó mọi người ạ. Đó. Thì cái clip hôm nay mình muốn nói, tức là khi chúng ta xác định lắp đặt mua một bộ dàn âm thanh thì chúng ta cần phải lựa chọn cho mình một cái cửa hàng uy tín, một cửa hàng chuyên có chuyên môn sâu về âm thanh. Và cái thứ hai là chúng ta phải xem và xác định nhu cầu của chúng ta là như thế nào. Nhu cầu của chúng ta là xác định một bộ dàn âm thanh nằm đâu đó là có mức giá khoảng tầm 50 triệu hoặc 40 triệu. Chúng ta phải xác định trước đó, để khi mà chúng ta, khi đó chúng ta sẽ bắt đầu quyết định lựa chọn. Ok mọi người, thì bây giờ mình sẽ chốt lại cái ưu và nhược.
Khi chúng ta ra ngoài chợ, chúng ta tự mua một món đồ, chúng ta tự phối ghép, hoặc khi chúng ta chọn một cái cửa hàng trung tâm không có chuyên môn về âm thanh, thì chúng ta sẽ gặp cái vấn đề gì? Khi chúng ta mang về, chúng ta nghe, chúng ta cảm thấy không hay, chưa ok, lúc đó chúng ta lại phải bỏ tiền ra để đi thuê kỹ thuật về setup. Giá để mà thuê một kỹ thuật chuyên môn về setup nó rất đâu đó là khoảng tầm từ 3 tới 4 triệu. Rồi ok, họ tới là họ setup cho mọi người. Ok, nó cải thiện lên được tầm là khoảng cỡ vài 30% gì đó. Ok, nghe cũng tương đối là cũng good rồi. Nhưng mà họ cảm thấy là chưa xứng đáng với cái đồng tiền mà mọi người bỏ ra. Đó, thì họ lại tiếp tục họ phải kiểm tra xem là do một cái thiết bị gì đó mà làm cho âm thanh nó đang chưa được ok, chưa được good. Lúc đó họ sẽ lại kiểm tra tiếp. Rồi, họ sẽ kiểm tra, họ sẽ phát hiện ra một món đồ nào đó do bị sai số quá nhiều hoặc do nó không có trùng lắm với tần số. Đó, cho nên là âm thanh nó bị méo, nó không được ok, không được good. Lúc đó mọi người phải như thế nào? Lúc đó mọi người phải bán món đồ này đi, rồi để mua cái món đồ đó cho nó phù hợp. Rồi, đồ âm thanh thì khi bán nó đâu có được đâu mọi người, bán rất là khó và bán nó lộ rất là nhiều. Những cái món đồ chính hãng có thương hiệu nổi tiếng này kia thì chúng ta bán đỡ lộ. Còn những cái món đồ của Trung Quốc, những món hàng trôi nổi á, thì thực chất chúng ta bán bị lỗ rất là nhiều. Đó, thì cái thiệt hại ở đâu? Thiệt hại khi chúng ta phải thay đồ này, thiệt hại khi chúng ta phải bỏ tiền ra thuê kỹ thuật này. Đó, chúng ta cộng thì khi cộng lại thì cái nào lợi hơn mọi người? Đó. Khi chúng ta chọn một cái cửa hàng uy tín có chuyên môn về âm thanh, những bộ âm thanh được phối ghép phù hợp, đó, chuẩn, thì khi đã lắp đặt xong, chúng ta nghe ok này kia xong xuôi hết rồi, chúng ta mới phải trả tiền. Rồi cái thứ hai nữa là trong thời gian quá trình sử dụng, trường hợp có vấn đề gì thì mọi người có thể liên hệ qua, rồi tiếp tục họ sẽ tới và họ sẽ kiểm tra, họ sẽ set up lại cho mọi người. Tức là trong thời gian đâu đó là 1 năm gì đó hoặc 2 năm gì đó, mọi người chúng ta nghe, chúng ta cảm thấy nó chưa được ok lắm, chúng ta muốn thay đổi cái chất âm một xíu, gọi là lúc đó cái lỗ tai chúng ta tăng level lên rồi, chúng ta muốn thay đổi một chút, chúng ta muốn cải thiện thêm một chút, thì chúng ta đâu cần phải bỏ tiền ra để chúng ta thuê đâu. Lúc đó thì mọi người có thể là gọi qua cái chỗ trung tâm mà lúc đầu mọi người mua, thì họ sẽ qua hỗ trợ miễn phí cho mọi người, họ qua họ sẽ kiểm tra và họ sẽ setup lại. Đó là cái vấn đề là ưu của khi chúng ta chọn một cửa hàng có chuyên môn về âm thanh, một cửa hàng uy tín, đó là như vậy mọi người. Ok, thì thực chất thì luôn tiện mình sẽ nói luôn, thì Thiên Vụ luôn luôn mong muốn rằng khi mọi người bước chân vào Thiên Vụ mua đồ, chúng ta sẽ không bao giờ phải nói cái câu là anh lợi mua đồ nên. Đó là cái mà tụi em, anh em Thiên Vụ mong muốn được như vậy và sẽ cố gắng hết sức để làm được những điều đó. Ok mọi người, thì clip mình dừng tại đây. Thì nếu mọi người thấy hay thì hãy cho mình một like, share và subscribe. Còn quý vị chúng ta có thêm những ý kiến đóng góp hay thì chúng ta có thể comment ở dưới để chúng ta cùng chia sẻ cho nhau. Chào mọi người ha.